nghiệm dạy kèm không? Dạ em chưa có đi dạy kèm nhiều, nhưng mà kinh nghiệm thì em có chút chút. Vừa trẻ mà còn xinh đẹp nữa, chắc ba mẹ em vui lắm ha. Dạ em đâu có xinh đẹp gì đâu chị, em chỉ hơi đẹp thôi à. Đã trẻ tuổi, xinh đẹp mà còn được học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nữa chứ. Ba mẹ em tự hào là đúng rồi. Trường Nhân văn? Ừ. Trường Nhân văn đó mà đào tạo, chắc chắn là em sẽ dạy giỏi lắm. Chị yên tâm khi gửi con chị cho em. Dạ thật ra em học trường... Nè, chị gửi cho em một tháng lương. Em kiểm tra đi. Dạ. Tuy em chỉ là sinh viên mới ra trường, nhưng mà chị cũng gửi lương cho em giống như là giáo viên dạy kèm lần trước vậy. Được đào tạo ở trường Nhân văn mà, chị rất là yên tâm khi em dạy con chị. Cái gì vậy trời? Mình chưa biết mặt mũi của trường Nhân văn sao mà cứ nói mình là sinh viên trường đó hoài vậy trời. Nè, em có gì thắc mắc không? Có nên nói mình là sinh viên trường Dân văn không? Chứ không phải Nhân văn. Trời ơi, nói ra chắc chắn là bị đuổi liền cho coi. Phải làm sao đây? Không thể bị đuổi được, lương cao quá nè. My ơi, My. Thôi kệ đi, tại người ta nghĩ mình học trường Nhân văn chứ bộ, đâu phải tại mình đâu. Dạy giỏi là được. Thôi kệ, từ hôm nay mình phải là sinh viên trường Nhân văn. My, có gì thắc mắc không em? Dạ. Dạ không. Chị ơi, từ nay về sau có gì chị giúp đỡ cho em nha. Ừ. Tại tiền lớn em bất ngờ quá. Em cảm ơn chị. Về. Ờ, về rồi đó hả? Qua đây chào cô giáo mới đi kìa. Chào em. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ đây về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. Sao mẹ không chịu hiểu con hả mẹ? Con đã nói là ngoài thầy Đức ra con sẽ không học ai hết á. Dễ gì mà dè, làm như thân lắm vậy. Cái thằng này không nghe lời mẹ mà bắt mẹ nghe lời con hả? Dạ không sao đâu chị, tại tuổi teen mà cho nên đôi lúc hay bốc đồng lắm. À, chị cho em lên nói chuyện với Nguyên một chút xíu thôi là Nguyên thay đổi liền à. Em có tài thuyết phục lắm đó chị. Ờ, vậy cũng được. Dạ. Ơi, chết rồi, xin lỗi cô giáo nha. Dạ. Chị để quên chìa khóa rồi. Em chịu khó đi lối này nha. Ủa, cái lỗ đó cũng đi được hả chị? Tại thằng Nguyên nhà chị nè, nó không có muốn ai vô phòng nó mà không có chìa khóa. Thành ra bây giờ mà muốn vô phòng nó chắc phải chịu khó vô cái đường này. Dạ không sao đâu chị, em chịu khó lắm. Dạ. Không sao. Mà sao có cái đường này ngộ quá vậy chị ha. Ráng lên đi, hôm nào mà có cơ hội á, chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện tại sao có cái đường đi này hả. Dạ. Cô giáo, ráng lên nha. Dạ. Em vô nha. Chúc cô giáo may mắn nha. Dạ. Trời ơi, nhà này ngộ thiệt chứ. Trạng Nguyên, cứu. Em lấy cái chân đạn lên mặt coi à. Mạnh mẽ lên, mình phải mạnh mẽ lên. Cô tới rồi. Vô bàn ngồi học nhanh lên. Bước qua đây ngồi học, dẹp cái điện thoại chơi game liền. Tôi ghét nhất là cái thể loại có lỗ tai mà nghĩ không. Tôi đã nói là tôi không thích học. Cô đi ra ngoài đi. Tôi đã nói rồi, cô đi ra ngoài đi. Tắt điện thoại cho tôi. Bây giờ cô nhất định không ra đúng không? Cô
Chị muốn gì? Muốn em học. Nè, em làm cái trời, em tưởng em làm như là cô sẽ đi ra ngoài hả? Nè thôi nha. Cô làm sao? Nè thôi nha, em mặc áo vô. Cô làm sao? Cô làm sao? Em đừng có nghĩ là em làm như là cô sẽ đi về nha. Mặc áo vô cho cô nhanh lên. Ra đây chi vậy? Con... Đi vô. Hay quá, thấy mình mạnh mẽ cho nên nó sợ rồi nè. Chị chỉ giúp cho em trị thằng Nguyên đến hết ngày hôm nay thôi. Từ bây giờ em hãy tự mình xử lý nó đi nha. Mở sách trang 38. Cô giáo gì mà có một bộ đồ mặc 2 ngày. Hôm qua cô mặc bộ đồ này rồi hả? Chị ơi, lát ăn cơm xong mình học nha. À, Nguyên ạ. Sao chị? Từ nay cậu không cần dạy cho tôi nữa đâu nha. Ủa? Có chuyện gì hả chị? Thì tại cậu cũng cần thời gian để học mà. Tôi cứ phiền cậu hoài vậy cũng kỳ. Từ nay tôi sẽ ráng tự học. Cậu sắp thi cuối kỳ rồi, cậu cố gắng lên nha. Nha. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Cô tới rồi nè. Học thôi. Cái thằng này, cô giáo tới mà ngồi nguyên cục vậy hả? Muốn ăn đòn không? Cô My, bài kiểm tra cuối kỳ này nhất định tôi phải được điểm cao. Tôi sẽ cố gắng, cô giúp tôi nha. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi nha. Ủa sao vậy? Còn mấy ngày nữa thi rồi mà còn quá trời bài luôn nè, nè. Mình tôi học sao nổi. Ông trời ơi, ông ngước xuống đây mà coi. Sao bữa nay Trạng Nguyên siêng đột xuất nè ông trời ơi. Tôi đang nghiêm túc đó. Em đang nghiêm túc lắm hả? Ừ. Được rồi, nếu mà như em thật sự nghiêm túc siêng năng như vậy thì lần này chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới được. Tiết sau cô sẽ dạy cho em những cái bài còn lại. Nhưng mà quan trọng nhất là em phải học thuộc từ vựng đó, biết chưa? Tôi hứa tôi sẽ cố gắng. Nguyên. Dạ. Cùng nhau cố gắng lên. Tiết sau đó, cô sẽ soạn giáo án thiệt thiệt là tốt, thiệt thiệt là hay dành cho em. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cố lên. Dạ cô ơi, Nguyên nói là không muốn ăn hả cô? Sao mà không muốn ăn? Dạ con thấy Nguyên còn đang học bài. Cái gì? Nó nói là nó đang học bài. Dạ. Cô có nghe lộn không vậy? Dạ hay là để con đem bánh sandwich lên cho cậu Nguyên nha cô. Nè, khoan đã. Dạ. Con lấy bánh ra đây đưa cho cô. Cô đem lên lầu cho nó. Cô là không có tin cái thằng này bữa nay nó siêng năng như vậy đâu. Cái điều này là trốn lên lầu đọc truyện chứ gì đó. Cô lấy hết đề cương thi trên web về cho em hết rồi đó nha. Ừ, cảm ơn cô nha. Tại vì lần này cô thấy em quyết tâm quá, làm cho cô cũng hơi bất ngờ đó nha. Nhưng mà cô cảm thấy là đề cương hơi nhiều á. Nếu mà làm hết lần thì hơi lâu quá nha em.
Hay là nếu mà em rảnh á thì tối nay em qua thư viện gần nhà cô đi, rồi cô với em á làm thêm. Tôi biết rồi, đây là lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên gì? Lần đầu tiên thấy cô giống cô giáo á. Dám nói chuyện vậy với cô hả? Mà bây giờ cô mệt lắm rồi, cô không có thời gian để mà gây lộn với em đâu. Vậy nha, tí gặp. Ừ, lát gặp. Hay, mở xúc. Lấy tập vở ra nè. Câu này làm sao? Thật ra thì đến nước này rồi á, chỉ còn cách học thuộc lòng hết tất cả thôi à. Trời đất ơi, em bị chảy máu mũi hả? Hả? Trời đất ơi, đừng đụng đụng đụng, căng giấy, căng giấy đâu. Chết rồi, học cái gì mà dữ vậy nè Nguyên ơi. À, đừng 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 đây. Ê, khoan 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 khoan. Khoan 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 khoan. Gì vậy? Để xíu nè, để xíu nha. Cô đếm 1, 2, 3 lần ngước cái mặt xuống nhìn vô camera nha. Ôi sao vậy? Chụp tới hình kỷ niệm. Lâu lâu á em mới xuyên học vậy mà. Một năm á chảy máu mũi được mấy lần đâu, đúng không? Cô bị gì không trời? Trời ơi, ngước mặt xuống, ngước mặt xuống. Ngước xuống. Trời ơi. Nó chảy thì sao? Chảy nhìn thấy cười cười. Lâu lâu em mới xuyên học vậy mà. Đúng không trời ơi, dễ thương. Nhanh đi, nhanh đi. Nhét vô, nhét vô, nhét vô. Nhét vô. Hình dễ thương của anh nè. Tỉnh ngủ luôn. Cô như biến thái vậy. Thiệt bộ. Học tiếp đi. Nè. Chạy đi. Chạy đi. Quá à. Đi ra ngoài một chút đi. Giờ luôn á hả? À. Công nhận ngồi ngoài này đỡ buồn ngủ thiệt á. Nhưng mà hơi gió quá. Nè. Cái gì vậy? Cô mặc áo của em đi. Thôi cô không cần đâu, cô chịu được. Em con trai mà. Trời ơi. Cảm ơn em nha. Có gì đâu cảm ơn. Mà bình thường á cô năn nỉ em muốn chết luôn. Mà em cũng không chịu tự học nữa. Sao tự nhiên vậy siêng năng quá vậy? Thì tự nhiên nó vậy á. Tự nhiên nó vậy. Tại bình thường á là em không có tập trung học. Thì bây giờ mình thử mình tập trung học coi coi sức học của mình tới đâu. Nhưng mà em cảm ơn cô nha. Gì? Trời đất ơi, cảm ơn cô hả? Ừ. Trời ơi, lần đầu tiên á mới nói chuyện đàng hoàng với cô vậy hả? Mày đặt cảm ơn cô nào. Thì cảm ơn vì nhờ cô mà tôi biết được là sinh viên trường Nhân Văn tệ dữ vậy á. Tôi thề tôi không bao giờ học ở trường đó luôn. Dám nói với cô vậy hả? Em giỡn. Dám coi thường, dám coi thường trường cô vậy. Nè, cô nói cho em biết nghe chưa? Cỡ em, học lực cỡ em hả? Muốn vô trường cô cũng không có cửa đâu nha. Trường tôi tả quá, tôi học giỏi quá thì mời. Dạ, học vậy xuống ghế ngồi đi. Dạ, dạ, xuống ghế ngồi đi. Đi đi, xuống đất ngồi đi. Nở hoài luôn á. Trả nè. Thôi, họ trả đúng không? Là anh ngán chịu nha. Thank you.
đâu vậy? Chị đang đi đâu vậy? Tôi đi siêu thị mua ít đồ nè. Em có điểm thi rồi nè. Có cao không? Không cao là mấy đâu. Nhưng mà nếu mà nó được, chị tiếp tục học với em nha. Vậy là chắc điểm cao lắm không phải không? Không cao gì. Ta-da! Wow, 9.5 luôn nè. Giỏi quá à. Em mà. Chúc mừng nha. Chị My, hôm nay thằng Nguyên á được 9.5 luôn á. Thiệt luôn á hả? Dạ, cả lớp ai cũng hú hồn luôn á. Đã quá vậy. Ủa, chị My. Hello, Tâm My. Ủa, Nguyên có nhà không em? Dạ có. À, mà chị biết gì chưa? Nguyên thi được 9.5 luôn á. À, vậy hả? Dạ. Ủa, tới rồi hả? Ờ, nè, chúc mừng em nha, thi được 9.5 luôn. Cảm ơn cô nha, không có cô lớn lắm á. Chị, có gì ăn không? À, cậu đói bụng hả? Ừ. Cô dặn á là cậu muốn ăn cái gì cũng phải chiều cậu hết. Vậy cậu muốn ăn gì? Chiều hết luôn. Vậy chị nấu cái gì mà dễ dễ nấu á? Dễ dễ hả? Vậy ăn mì gói xúc xích được không? Cũng được luôn. Ok. Ok. Cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.